Xin chào các bạn, thay mặt toàn thể nhân viên Dành Nam com, hôm nay Ninh Trang xin kính chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Hôm nay Ninh Trang có xem dự báo thời tiết thì thầy có nhận được thông báo đó là toàn miền Bắc của chúng ta sẽ lạnh từ 2 đến 3 ngày sắp tới. Thì vậy còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy nhanh chân đến Dành Nam com để dinh về tủ giày của mình những đôi giày thật đẹp nhé. Hôm nay Ninh Trang sẽ giới thiệu cho các bạn 8 mẫu giày cao vừa với cập bến tại giày 5.com mang thương hiệu cao cấp, đó là GOG, một trong những thương hiệu giày cao nổi tiếng. Sau đây các bạn hãy cùng mình quan sát, tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm có trong bộ sưu tập lần này nhé. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập vừa mới về. Đây là mẫu giày thứ nhất. Với màu sắc bắt mắt, kiểu dáng đa dạng, từ giày công sở đến giày thể thao. Sau đây mình sẽ giới thiệu kỹ và chi tiết cho các bạn hơn về đôi giày này. Đó là đôi giày này mang mã số 8BDC 866079. Với màu sắc hoàn toàn lạ mắt, làm được sử dụng bằng 100% da bò loại 1. Với màu sắc da đó là dòng da bóng, có những cái đường vẩy sơn làm cho đôi giày của bạn luôn luôn nổi bật dưới mọi góc nhìn. Không những thế, nó còn nâng chiều cao của các bạn từ lên đến 7 cm đấy ạ. Các bạn hãy cùng nhìn kỹ đôi giày này nhé. Rất là đẹp phải không các bạn? Các bạn có thể để ý tới đó là thương hiệu GOG, đó là 100% sản phẩm hoàn toàn chính hãng, được in trên giày, trong lót giày và đế của giày. Cái mẫu giày thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là mẫu sản phẩm mang mã số BDC 969601. Với màu sắc da trơn, được sử dụng bằng 100% da bò mà nâng chiều cao các bạn lên tới 7 cm, thì cái đôi giày này hoàn toàn phù hợp với trang phục thường nhật hay những buổi dự tiệc sang trọng. Nâng chiều cao của các quý ông đáng kể lên tới 7 cm. Các bạn nên nhìn kỹ đôi giày này nhé. Rất là mềm mại ạ. Với dòng đế cao su đúc dẻo thì giúp các bạn êm chân hơn. Đế thì dòng đế ngang, tạo độ ma sát tốt hơn. Và thương hiệu vẫn là thương hiệu GOG các bạn nhé. Được in ở trên mọi mã sản phẩm. Các bạn có thể quan sát thấy. Cái mẫu giày tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là mẫu giày mang mã số GCL 5619.
với kiểu dáng màu sắc đó là màu xám kết hợp với dòng màu cam rất là nổi bật. Đôi giày này thì hoàn toàn đó là kết hợp chất liệu, đó là chất liệu da dù dù các bạn nhé, rất là nhẹ, rất là nhẹ. Và đôi giày này nâng chiều cao của các bạn lên tới 6 cm, với màu sắc hoàn toàn nổi bật và cá tính, rất là trẻ trung. Và trong giờ phát sóng thì giày nam.com sẽ giảm giá ngay 100.000 đồng khi các bạn đặt hàng trong giờ phát sóng của chúng tôi. Cái mẫu giày tiếp theo với màu sắc rất là hấp dẫn và lạ mắt, đó là màu rượu vang, rất là nổi bật của dòng giày cao. Đôi giày này thì mang mã số BDC866072. Màu sắc hoàn toàn lạ mắt, được sử dụng bằng 100% da bò loại 1, vừa rất là mềm mại và êm ái. Và đôi giày này cũng thế, mới giày của năm nay thì rất là nhẹ các bạn nhé, rất là nhẹ. Và độ cao thì luôn luôn tỷ lệ thuận, các bạn sẽ không cảm thấy khó đi hay là mỏi chân đâu ạ. Mẫu giày tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là những cái mẫu giày thể thao với những cái kiểu dáng và màu sắc rất là nổi bật. Và còn rất rất nhiều các sản phẩm nữa đã có mặt tại giày nam.com. Xin mời các bạn hãy qua cửa hàng tại hai địa chỉ 31-1 Nguyễn Như Công, Tương Lê Xuân, địa chỉ thứ hai là 296 Tôn Đức Thắng để xem hàng kỹ hơn và trực tiếp trải nghiệm những đôi trải nghiệm lên chiếc của mình nhé. Có ai muốn hỏi gì không ạ? Cái mẫu giày tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là mẫu giày mang mã số BDC815686. Trên tay mình là sản phẩm với màu sắc nâu, màu nâu trầm, da bò rất là mềm mại, vẫn là thương hiệu GG các bạn nhé. Và đôi giày này cũng nâng chiều cao của các bạn lên tới 7 cm đấy ạ, với màu sắc hoàn toàn lạ mắt. Đôi giày mang màu bạc, rất là cá tính và trẻ trung phải không ạ? Đôi giày này có mã số đó là BDC9682, màu sắc là màu bạc các bạn nhé. Một trong những cái dáng giày mà rất dễ đi và rất dễ kết hợp đồ đó là kiểu dáng giày slip-on. Đây cũng là một trong những sản phẩm mới của năm nay đấy ạ. Và đôi giày này có mã số đó là GL6660. Rất là mềm mại. Và mẫu giày cuối cùng đó là trong bộ sưu tập mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là mẫu giày mang mã số BD66006, màu sắc đã màu nâu, với những đường may chỉ may tinh tế, rất là nhẹ, da thì rất là mềm mại,
Không những thế, đôi giày này có nâng chiều cao của các bạn lên tới 6 cm đấy ạ. Sau khi mình đã giới thiệu xong 6-8 cái mẫu sản phẩm mới về của dòng giày cao, sản phẩm giày cao cấp mang thương hiệu GOG, thì các bạn có muốn hỏi và thắc mắc gì nữa không ạ? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những mẫu sản phẩm mới nữa nhé. Đứng đây đi ra lặn Huế không thở được còn mày. Mình giới thiệu cho các bạn thêm một số những sản phẩm mẫu giày, mẫu mã giày mới. Đấy nhá. Có ai muốn đặt cho mình những câu hỏi gì không nhỉ? Mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn ạ. Đây là những cái mẫu giày công sở, dòng giày lười, rất nhiều những kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm khác nhau. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là mục dế cao nhé. Đây ạ, mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là những cái mục kiểu dáng dày lười, kiểu những kiểu dáng dày mọi. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn về những tất cả những sản phẩm của chúng tôi. Đây cũng là một trong những sản phẩm mới về, mang mã số 6GL65A19. Các bạn có muốn hỏi thêm gì về những sản phẩm của giày nam.com không ạ? Tất cả những cái mẫu sản phẩm mới hay những cái mẫu giày mới, chất lượng sản phẩm, chính sách bảo hành, chính sách được trả, mọi thắc mắc Linh Trang sẽ trả lời trực tiếp ạ. Mình sẽ quay thêm những cái mẫu giày cho các bạn xem để tham khảo nhé. Mình sẽ quay thêm những cái mẫu giày cho các bạn tham khảo nhé. Một trong những cái sản phẩm bán rất chạy trong thời gian này đó là mẫu bộ sưu tập mang mã số GL0091 với 4 màu sắc, đó là màu đen, màu xanh, màu nâu và màu vàng. Giúp các bạn có thật nhiều sự lựa chọn hơn. Mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem ạ. Rất là trẻ trung. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những sản phẩm giày cao mới về. Đó là một trong những hàng, đó là hàng Arvin và hàng Etrum. Những cái mẫu giày mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo là những mẫu giày công sở, giày cao công sở với kiểu dáng hoàn toàn trẻ trung, đã mắt, đã là trẻ trung đúng không ạ? Đây là những cập nhật tất cả những cái mẫu mới về tại giày nam.com. Đó là những mẫu giày cao mà mình vừa giới thiệu cho các bạn đang được đặt trên giá giày nam.com tại địa chỉ 296 Tôn Đức Thắng. Rất là đẹp đúng không ạ?
với những cái màu sắc hoàn toàn trẻ trung, cá tính và nổi bật. Thì những cái đôi giày này không những đẹp mà còn nâng chiều cao của các bạn lên tới từ 5 đến 10cm đấy ạ. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn những cái mẫu giày tại cửa hàng 296 Tôn Đức Thắng. Rất nhiều những mẫu mã sản phẩm phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại ở cái chủ đề chính ngày hôm nay. Đó là 8 cái mẫu giày cao mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn, để cho các bạn có nhiều thời gian để hỏi mình hơn về những thắc mắc về sản phẩm. Mình sẽ quay giày cho các bạn xem nhé. Đây ạ. Xin chào anh Tài Trương ạ. Chắc trong giờ này hôm nay mọi người bận đi chơi hay sao ấy, chả thấy ai lên Facebook gì cả. Có ai hỏi mình về những sản phẩm trong bộ sưu tập giày cao mới này không? Anh cười gì ạ? Anh có muốn hỏi gì về giày của chúng em không ạ? Và những sản phẩm của giày nam.com ạ? Em sẽ giải đáp và trả lời trực tiếp. Các bạn có muốn hỏi gì không nhỉ? Trong giờ phát sóng ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn 8 mẫu giày cao vừa mới cập bến tại jnam.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0916184169 hoặc số điện thoại 0912698523. Các bạn có thể trực tiếp qua cửa hàng tại hai địa chỉ 296 Tôn Đức Thắng hoặc 31/1 Nguyễn Như Công, Tôn Minh Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tới. Bye bye.